Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Thị Hằng, là sinh viên khóa 3 của trường Đại học EDX, mã số sinh viên CVV021HP034. Và ngày hôm nay thì mình tiếp tục có mặt ở đây để đồng hành với tất cả các bạn trong chuỗi video bài tập chuẩn bị cho bộ môn Focus on Excellence. Và ngày hôm nay thì chủ đề cũng như là một cái từ khóa ấn tượng mà mình muốn đưa đến tất cả các bạn trong video của ngày hôm nay thì mình nghĩ đó chính là từ khóa liên quan đến tiểu tiết. Vậy tại sao mình lại chọn từ khóa này là từ khóa để mà mình cảm thấy tâm đắc nhất này và mình cảm thấy là thích thú nhất để mà có thể cùng nhau ngồi đây chia sẻ cũng như là đưa ra những cái quan điểm của mình về cái từ khóa này. Đầu tiên thì về các cái từ khóa liên quan đến chú ý này, liên quan đến nhìn nhận này, liên quan đến quan sát này, liên quan đến tập trung này, liên quan đến excellent này, thì mình nghĩ từ khóa này là một cái từ khóa nó là sẽ đi kèm được với cái từ đấy nó rất là nhiều. Và tất cả mọi các cái kỹ năng hay các cái lĩnh vực đời sống thì bọn mình luôn luôn phải chú ý đến cái này là cái quan trọng nhất, bởi vì nó sẽ chính là cái bước đệm để đưa các bạn đến thành công. Vậy đầu tiên, tiểu tiết ở đây là gì? Tiểu tiết ở đây là những cái điều nhỏ nhặt, những cái điều nhỏ bé, những cái điều nó rất là nhỏ mà chúng ta đôi khi chúng ta nghĩ là những cái việc nhỏ nhặt như vậy thì mình không cần phải chú ý nó quá mức. Tức là không cần phải chú ý nó quá là không phải chú ý những điều nhỏ nhặt, hãy chú ý hay là hãy quan tâm hay là những làm những việc lớn lao hơn, đúng không ạ? Nhưng mà người ta hay có những cái câu là chẳng hạn như là tích tiểu thành đại chẳng hạn, thì là yêu cầu chúng ta là gì ạ? Phải làm từ được những điều nhỏ nhặt nhất. Muốn làm một việc to lớn thì đầu tiên chúng ta phải mổ xẻ ra thành những miếng nhỏ một để mình ta làm từng cái một để có thể đưa chúng ta, dẫn chúng ta đến excellence. Chứ không thể nào mà một phát chúng ta làm được ngay cái sự việc đấy. Có thể không phải là hoàn toàn 100% chúng ta không làm được, tuy nhiên thì đâu phải ai cũng là người làm được, đúng không ạ? Kể cả chúng ta có làm, nhưng nếu chúng ta bỏ sót những cái tiểu tiết đấy, thì bỏ sót những cái lỗ hổng, những cái nhỏ nhỏ đấy thì nó cũng sẽ dẫn đến cái việc mà chúng ta sẽ bị lọt đi những cái kiến thức, những cái điều quan trọng. Chẳng hạn như chúng ta có một cái bình rỗng, một cái bình rỗng này, các bạn đổ những cái viên sỏi lớn vào để lấp đầy nó, đúng không ạ? Lấp đầy nó, khi các bạn cân nặng nó lên thì đúng là nó đã lấp đầy. Nhưng so với các việc mà các bạn đổ những cái hạt cát nhỏ vào một cái lọ rỗng thì cái hạt cát nhỏ đấy nó sẽ đem lại cái cân nặng hiệu quả và hiệu quả hơn so với các bạn đổ sỏi, các cái viên sỏi. Vì khi các cái viên sỏi nó được bỏ với nhau thì nó sẽ tạo những cái hổng ấy, cái hổng. Còn khi các cái viên sỏi, những cái hạt cát nhỏ nó chen chúc, nó len lốc vào với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái lọ cát đầy đủ và không có lỗ hổng. Vì vậy cái cân nặng của cái lọ cát thì nó sẽ nặng hơn là cái cân nặng của cái lọ sỏi. Tiếp theo đó chính là nếu như chúng ta bỏ đi những cái tiểu tiết, những cái nhỏ nhặt nhất, thì chắc chắn một điều rằng mình dám khẳng định với các bạn rằng là chúng ta làm việc gì nó cũng sẽ lơ mơ, nó sẽ không đạt được cái hiệu quả như mong đợi ban đầu. Thứ nhất là khi mà nhưng lúc nãy mình còn nói để các bạn làm được những cái điều thành công này đấy, thì các bạn phải đi từ những điều nhỏ nhặt nhất, những cái điều nhỏ bé nhất, đúng không ạ? Tức là như kiểu các cái bước để chúng ta, ví dụ đây là một cái mục tiêu lớn này, để mà hướng đến cái mục tiêu này chúng ta phải chạy 5 bước. Có thể các bạn thấy là ở bước 1 hay bước 2 này, cái bước nó nhỏ, nó đơn giản thì các bạn sẽ bỏ nó đi, các bạn làm luôn từ bước 3, 4, 5. Nhưng khi chính cái bước 1, bước 2 này nó sẽ chính là cái bước đệm để mà đưa các bạn đến với toàn bộ cái sự thành công của nó. Vậy cho nên là chúng ta cần phải chú ý hơn về cái việc tiểu tiết là như vậy. Ngoài ra thì tiểu tiết nó còn quan trọng trong cái việc mà chúng ta quan sát. Đôi khi quan sát kỹ là tốt, nhưng chúng ta phải chú ý từ những cái điều nhỏ nhặt nhất, vì những cái đấy nó sẽ chính là cái bước đệm, hay là nó sẽ chính là cái quan trọng, nó lại là một cái phần gì đấy đánh giá về các cái kỹ năng, các cái năng lực của các bạn, đúng không ạ? Đừng loại bỏ, đừng có nghĩ nó nhỏ bé mà chúng ta không quan tâm, bởi vì nếu như chúng ta nghĩ như vậy thì mình nghĩ là
nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái tư duy cũng như là cái suy nghĩ của chúng ta rất nhiều, ảnh hưởng đến cái việc làm của chúng ta rất nhiều. Vậy nên là cái việc chú ý về tiểu tiết này, cái nói chung là các cái nhỏ nhặt nhất này, chú ý từ những cái nhỏ nhặt nhất này, làm từ những cái điều nhỏ nhặt nhất này, thì nó sẽ dẫn các bạn đến thành công. Và đừng nên bỏ những cái hành động đấy hay những cái sự việc về cái liên quan đến sự chú ý về làm nó, đừng nghĩ nó nhỏ mà bỏ nó nhá, bởi vì chính những cái nhỏ đấy chính là cái để mà chúng ta có thể tích được để làm những việc lớn. Và đó chính là cái phần mà mình muốn đưa đến để chia sẻ với các bạn trong video của ngày hôm nay, đó chính là từ khóa về tiểu tiết. Và mong là qua video này chúng ta sẽ mình sẽ đưa ra được một số những cái thông điệp để giúp cho các bạn trong cái việc là đừng loại bỏ những cái thứ mà mình nghĩ là nhỏ nhặt, bởi vì chính những cái nhỏ nhặt đấy sẽ chính là cái mà đưa chúng ta đến với thành công. Và cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem video của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo.